Hello, xin chào tất cả anh em. Em test tiếp con máy tiện chống tâm 1m4 nha anh em. CH máy Hàn Quốc nha anh em. Dài 2m7, chống tâm 1m4, lộ 70. Qua hầu 806, qua băng 600, qua dao 309. Mâm cặp 350 4 chỗ lực. Điện 3 pha 200V. Mình chạy 8 tốc độ nha. Thêm 3 trái răng nữa là đủ các bước nha anh em. 55, 50, 45, 35. 4 trái à. 4 trái thì thay 3 trái là đủ, thì thiếu 2 trái à. Răng bàn thì đẹp. Kích me còn đẹp luôn nha anh em. Lúc đụng lúc không này, thắng cơ thắng điện luôn nha anh em. Đang chạy tốc độ 35. Tốc độ 70. Rồi 270. Rồi 365. Rồi 520 nha anh. Tự động nha, tự động bàn dưới. Tự động là bàn trên, cái xuống là bàn trên, cái xuống là bàn trên nha, lên là bàn dưới. Bàn trên là phải rút ra nha anh em, rút ra mới gạt xuống được nha.
đào chiều nha. Đang tự động kéo lên là đẩy vô nha, tự động bàn dưới là kéo vô, kéo lên đẩy vô mới kéo lên được nha anh em. Lớn này đang có sẵn 4 trái rồi nha, xíu thêm 2 trái nữa, cái này thêm 2 trái nhông nữa nha, 2 trái nhông là đủ các bước nha. Anh em làm thì liên hệ, nhớ bấm like và đăng ký kênh để nhận thông báo máy về nha anh em. Xin chào tạm biệt anh em, xin kết thúc video.